Cho Lê à? Anh đi ăn chân gà giỏi thế. Thế mới bảo Trang Lê là ăn gà siêu xinh. Chỉ thích ăn thôi. Cười sẽ. Nè à. Ngon đấy. Úi trời, lại vừa nhắm mắt chiều bố đấy. Úi trời. Đúng nhá. Úi trời. Để chai chưa. Mấy khi nó cầm cái đùi ăn hoành tráng chứ. Ngon chế. Ngon chế. Đây nhá, bye cho anh nhá.